Xin chào các bạn đã trở lại video tiếp theo mình nha. Chúc các bạn muốn học tập làm việc vui vẻ nha bạn ơi. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì mình xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công nha mọi người ơi. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số số mệnh mùa 14 này thì sẽ gồm những gì nha mọi người ơi. Đó. Thứ nhất là khi các bạn đạt cấp độ 1 thì các bạn sẽ nhận được trang phục Achit tổ trưởng học đường. Khi bạn leo vào 10 các bạn sẽ nhận được một trong ba vị tướng sau: Isa, Paena, Enete. Khi các bạn đạt đủ cấp 30 thì các bạn sẽ nhận được một trong ba tướng như là Zena, Oma hay là Lumbu. Tiếp theo là cấp 60 thì các bạn sẽ nhận được vị tướng nào đó, vị tướng đầu tiên mình ấy, không nhìn rõ mọi người. Vị tướng tiếp theo là Grack, trang phục Grack tuyển trưởng Zoro đỏ này. Trang phục tiếp theo là của Whip nha. Đó. Và khi các bạn đạt đủ cấp 50, các bạn sẽ nhận được một trong ba tướng sau: Zictor, Hayate hay là Achit nha. Thì vòng quay sổ sức mệnh gồm có ba trang phục sau mọi người ơi. Thứ nhất là trang phục của Tulen này, trang phục của Laurel và trang phục của Jill nha. Đó. Ở bên dưới thì các bạn sẽ nhận được một số điệu nhảy này, vân vân vân, một số phần quà vô cùng hấp dẫn khác. Thì khi các bạn đạt đủ cấp 20 thì các bạn sẽ nhận được trang phục Airi Mị Hồ nha. Tiếp theo khi các bạn đạt cấp 60 các bạn sẽ nhận được Hayate Ngân Lang. Thì sổ sức mệnh 14 này sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 mọi người ơi. Khi bạn mở sổ chưa kích điểm ấy thì các bạn sẽ là 210 quân huy. Khi các bạn gọi là kích sổ vượt cấp thì các bạn sẽ tương đương với 410 quân huy nha mọi người ơi. Thì nếu các bạn muốn cày sổ ấy thì các bạn rơi khoảng mất tầm khoảng 100.000 là các bạn có thể là mở được sổ ấy rồi. Ok. Và đừng quên like, share cái clip để ủng hộ mình nha mọi người ơi. Sổ 14 này mình nghĩ là các bạn nên làm nha. Tại vì rất nhiều phần quà hấp dẫn và thú vị ở đây. Mình kết là hai cái trang phục rất là đẹp. Thứ nhất là trang phục của Hayate và trang phục của ID. Thì mình đánh giá hai trang phục này thì có trang phục của ID đẹp hơn trang phục Hayate nha. Thì không biết cảm nhận của các bạn như nào thì các bạn thì bình luận bên dưới giúp mình nha. Ok.